Đây, chào các bạn nha. Để mình quay cho chia sẻ cho các bạn xem con máy cắt 60 này các bạn. Mới vừa qua thả giạc vòng đầu nó bị dính trên chỗ này luôn các bạn. Dính lại à. Bây giờ cái máy xe tăng kéo lúa này nó sẽ kéo lên nha. Máy này cũng hơi nặng các bạn. Đó, tài xế leo lên máy sửa soạn cho máy này kéo lên nha các bạn. Rồi bắt đầu nó thâu dây lại một chút xíu nha các bạn. Dùng cái này lâu lại giờ chị gái chị cắt lúa rồi, và cái lúa nó bị đè xuống giục lên. Đi là phải bỏ thêm một bao dây xích để có lầy là lần kia không kéo được các bạn. Phải chăm xuống đường chỗ này các bạn ơi, phải ghe qua mấy anh kia kẻ lần giữa bỏ cái lỗ này lại luôn rồi các bạn. Bây giờ nó bỏ cái lỗ đó nữa rồi các bạn ơi. Rồi xuống không thấy là bỏ rồi. Vườn qua. Mình thấy đi lúc cán luôn rồi bỏ cái lỗ lại rồi các bạn. Đất này đi bỏ tùm lum la cho các bạn ơi, bỏ lỗ lại tùm lum hết trơn. Rồi anh lắc mình rồi kìa. Đây bây giờ cái máy 60 này nó đang cắt cho xuống các bạn ơi. Có cái anh này anh đi cặp bờ mẫu để anh bắt chuột hay gì nè, đi sát bờ mẫu. Cái bờ mẫu thì kêu bằng cái bờ ganh đấy nha các bạn, mình thì mình kêu bằng cái bờ mẫu, còn anh em kêu bằng cái bờ ganh thì mấy anh kêu bờ ganh, còn em thì chỉ em kêu bờ mẫu thôi.
rồi 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 cái đích lỵ cũng đó luôn rồi. Lên lại được rồi các bạn ơi. Bây giờ chiếc xe kéo này nó ra nó kéo lúa nha các bạn. Hai anh này hồi nãy anh kéo cái chiếc máy cắt 60 bị mắc lầy lên đó các bạn. Giờ anh ra anh kéo lúa rồi. Bên này cũng có một chiếc nữa các bạn. Bên này chiếc bự hơn nha. Hai anh này anh đội lúa luôn các bạn ơi. Bắt được một con chim cu. Rồi cây 60 nó đang cắt cho cái quang nha các bạn. Thì đang cắt cái ngược lên nha. Con máy cắt này bên này, con bên này thì con 70 các bạn. Của cái xe kéo bự hồi nãy. Cắt sát bên miếng lúa bên này luôn. Rồi, giờ cái máy 70 này nó cắt xuống tới dưới cái đầu dưới này các bạn, mình loại ra ngoài này. Coi mấy anh này bắt được luôn. Rồi, nhà anh đứng chả có một chuột nào chưa. Đã xuống còn một vòng nữa các bạn ơi. Rồi để trả xuống vòng túi rồi có chuột không cho mà mong quay các bạn xem coi mấy anh bắt như thế nào nha.
rồi giờ cái máy này nó đang cắt cái xuống các bạn, máy 70 nè, nó đang cắt cái xuống rồi, người dân ta ở đó bắt chuột rồi các bạn. Anh này em bị liếu lo cho nha. Coi cái anh xe kéo anh chạy ra nè các bạn. Mùa này của mình cắt lúa là chim én rất là nhiều luôn các bạn, nó bay nó xớt những mấy cái con vụ hút rồi vụ hông rồi này kia đó, ở trong lúa nó bay ra đó, nó bay lạng con hết trơn rồi, muôn trùng con luôn các bạn, thấy nó bay rồi. Này bắt gắn được bỏ luôn rồi. Rồi có cái anh mập này, cái anh mập này anh ở trần, trời nắng mà anh nó ngồi mà đứng là ở trần ở ngoài ruộng rồi các bạn. Rồi nhìn thấy anh nha, đang mung. Thôi mình xin kết thúc video các bạn ơi, hẹn các bạn video tiếp theo ha.